khi nhìn một cái bông hoa thật đẹp thì mình nhận ra rằng cái hoa cúc khác với cái hoa sen, khác với cái hoa hồng. Hoa cúc không cần phải giống hoa sen, cũng chả cần phải thơm như hoa hồng, không cần. Mỗi cái có cái đẹp của nó, có cái hay của nó, có ý nghĩa của nó và màu sắc tuyệt vời của nó. Nếu mình không, mình là hoa cúc mà cứ ước mơ đi làm hoa hồng hay là ganh tức với hoa sen thì vô ích. Mình là hoa cút lợn cũng được, không sao. Mình là hoa sen, hoa sen. Mình biết mình, cho nên khi nào mình thấy cái ngã riêng biệt của mình nhận ra, mình trân trọng, thì chính lúc đó mình vượt được cái mặc cảm phải hơn người, hay sợ thua người, hay quyết chí phải bằng người.